Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Rồi hôm nay chúng ta có thanh niên clan boss và level 100. Ghê quá đi à. Chắc là thanh niên chán C4 rồi vào bán hình zombie này nè. Hay lắm DM. Hôm nay thì mình sẽ nhặt hòm đùa top các kiểu cùng cây Dragon Cloud. Và cây này anh em hay gọi nó bằng một cái tên cực kỳ thân thương, đó là vuốt rồng. Cây này thì nó hơi bị phế một tí tại vì cận chiến nó khám lắm. Chỉ được cái đẹp mắc đẹp. Ủa gì đấy? Lượn liếc qua nhau như chưa từng biết gì về nhau. Định mày qua đây, bố mẹ sợ mày quá đấy. Đứng lại trốn nó thôi. Ai hí. Đây đây. Bình tĩnh. Đây này. Thôi thôi rồi, xong rồi, thôi xong rồi, hai con. Hai con là sợ quá. Mình phải té đây mà các bạn ạ. Thể hiện cái thái độ lồi lõm với thanh niên Zom là không thể tha thứ được. Và tụi nó sẽ hiếp mình SML. Tốt nhất là 36 kế. Chuồn là thường trách rồi. Mình biết ngay là nó không qua được rồi. Nhìn cái mặt ngây thơ, chân thì ngắn này, lùn các kiểu, mình đoán luôn là nó không bao giờ qua được, nên mình quyết tâm là đứng nhìn lại. Và mình đã đúng. Ai cái gì cơ, hai thằng luôn nào rồi cả y tá nữa, ghê quá, không thể hiểu được thế mèo nó lại lôi kéo được y tá đi chung với nó nhỉ. Ảo loi cái thằng vừa lùn vừa điếc vừa tai vừa ngắn. Email nào lại lôi kéo được con y tá xinh thế cơ. Đấy, xã hội này thật là hư cấu. Thằng thì bưởi hai trái, thằng không trái nào. Đấy liếc. Trời ơi, level 100 kìa. Bị bệnh. Nó liếc là nó sấp mặt lờ. Lại đây, rồi tao lại sợ mày quá đấy. Cứ liếc. Liếc với ánh mắt đầy sát khí. Rồi thôi. Tôi xong rồi. Rồi vẫn có hero này. Thơm thế à rồi. Lại đây. Bố mẹ lại sợ level 100 quá cơ. Ai hí hí. Lại đây xem nào. Đâu rồi. Liếc liếc chạy chạy động. Nhấp nháy chạy kia. Tôi dòng rồi. Tiếc thế à rồi. Cái thằng level 100 mình không giết được. Thôi, té té té. Đồng thế này. Cả y tá cả. Ủa, sao có lên được thế này. Rồi. Thương quá cơ. Bị mệnh. Thấy nó lên không được. Cảm thấy buồn các bạn vờ lờ. Thế mèo là vào bắn rung bãi. Vừa quạng cái gì đấy. Hết cả hồn. Cái thằng cầm lưới hái nó cứ vờn linh tinh. Thế lại sấp mặt mình. Nghĩ gì? Đi mệnh, ăn tối à? Non lắm bạn ơi, bạn là dùng bay non mà. Đùa. Cái thằng lùn lùn đi kia bảo làm sao ăn ai được. Lần sau thì chơi thằng khác đi. Chơi con nào cao cao một tí, ví dụ như là cương thi. Đấy. Thì cương thi thì giá thì nó hơi chắc. Nó cũng bằng những con khác nhưng phải bằng mua bằng tiền. Tiền ở đây là kim cương. Thôi mình sẽ lên đây. Là toàn nhặt được bom anh em ạ. Thế mình thì một người ném bom cực kỳ là phải gọi cái trình ném bom của mình nó thuộc vào cái dạng gì ta? Cái dạng là ung thư giai đoạn cuối. Thế anh em ạ. Nó khám lắm. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cào giống bay. Hồi trước thì zombie cào mình, bây giờ chúng ta cào ngược lại. Cái gì đấy? Bình tĩnh nào, cũng rồi. Ghê quá. Mình thấy bọn kia nó lao vào ầm ầm nên mình tốt nhất là mình té thôi. Té thôi, cover cho mình. Hậu phương vững chắc. Ăn mình kiểu gì? Lên đây, té té té. 36 kế chuồn là thượng sách. Không nên nhây làm cái gì cho nó mệt người. Trong khi mình không có súng, súng đạn thì không có thì biết phải làm sao? Nhìn gái thì nó cũng thế thôi. Bây giờ gái có đẹp cỡ mấy mà không có súng đạn thì cũng như không. Úi dồi ôi. Đây, nó lại cho bom này. Đi mệnh đùa bố à? Chúng mày thích đùa bố. Ui, sao hình như là mình thấy thằng level 100 thoát rồi hay sao ấy. Sao lại thoát thế nhở? Không thể tin được. Thật là vi diệu. Bạn ấy đã thoát ra trong đầy nước mắt. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay để vỗ tay để bạn ấy thoát ra được yên nghỉ nơi chín suối. Thôi, gọi gì đấy, lại đây, bố mày lại sợ mày quá đấy. Mình sẽ test thử cây vuốt rồng nha. Lại đây. Mình nói thế thôi chứ thực ra thì hơi bị dìm hàng người khác. Ở đấy anh em thấy mình cũng thế thôi. À đủ. Úi rồi, thôi xong rồi. Anh em đối với mình nó cũng thế thôi. Định mệnh chỉ cần vào chơi trận nào mà ngáo ngáo một tí thôi. Thế là anh em lại tiễn mình về Tây Thiên thỉnh kinh. Đấy thì bây giờ thì gặp người khác thì mình cũng tiễn người ta về Tây Thiên thôi. Đấy rồi. Một cây làm chẳng nên non.
hai cây rụm lại nên hòn cứt khô. Này thì nguy hiểm này, bố mẹ sợ mày quá cơ. Sau lưng này. Rồi. Khắm lọ. Nữ thần bảo thủ là đây. Anh em hay gọi anh mấy chị Ranger này là nữ thần bảo thủ. Thật là VL. Này thì bảo thủ này. Đúng rồi. Thằng Tơ định mệnh nhá. Mày ăn cái gì mà mày ghê thế? Tay mắc dài. Mình cào nãy giờ, đến cái phút chót thì nó lại liếm. Thanh niên đúng là số hưởng. Phải cố lên, chúng ta cuối cùng là đi cào giống bay nè. Thế mèo, không chưa có trận nào cào được con nào. Toàn chạy sờ mờ lờ. Bây giờ tính cận chiến thì bị y tá nó móc. Thật là vách liều. Kìa kìa kìa. Con y tá bắt đầu liếc và nhìn xung quanh, xem cái mục tiêu nó như thế nào. Nó ngáo thì nó chạy lại, nó hiếp. Mình chưa được top 1 rồi. Cố lên, trận này phải cố lên top 1. Cố lên, kiếm cái hero nào. Trận này chắc chắn có hero, còn 3 người, 2 người, úi dồi, im một lũ. Tôi em té ngay đây. Nhìn thấy các bác khổ báo đấy như thế thì lăm lăm đằng đằng sát khí. Bảo làm sao mình không té được. Rồi, phía nhìn kia sẽ chết. Bạn ơi, mình không có súng cover. Đấy, khổ quá cơ. Mình tiếc thương cho bạn. Ủa, cái gì mới sao lại chóng nhở? Ảo lòi. Này này, bố mày lại sợ mày quá. Lại đây, ủa, tôi xong rồi, hư cấu. Sao nó lại quay ra sau lưng mình được nhở? Ảo lòi. Không sao, chúng ta sẽ biến hero kiếm kill nè. Hero thì mượt phết. Cứ lao, ủa thôi. Hai thanh niên vờn nhau. Nhưng y tá đã phải nằm xuống dưới tay của mình. Bạn ơi, bạn hơi bị hổ báo quá đấy. Mình mệnh. Lao lên như một vị thần và nằm xuống như một thằng đần. Này thì nằm xuống này. Sổ thì mới nhắc đi. À đây đây đây, từ từ. Cái định mệnh nó nữa. Khổ nạn của mình. À hi hi. Tao lại sợ mày quá đấy. Top 1 rồi. Một trận thôi, không cần bắn, chỉ cần hero là tốt thôi. Không khó. Top 1 không khó. Cái này mình cũng không cào thằng nào. Chỉ la vào vừa quạt được mấy phát, cũng không cận tí thằng nào. Chỉ có làm hero thôi. Nhưng cái lúc đấy trận trước thì mình bắn, trận trước nữa hình như là mình bắn TMP. Nhưng mà bắn chưa được bao nhiêu, tính cận chiến thì cũng sắp mặt luôn rồi. Không biết là mình lấy kill như thế nào. Vì sao là mình không biết kill nó từ cái hướng nào nó nhập vào người mình. Nữa mình không biết là mình kiếm kill như thế nào. Hero gì cao lắm, chỉ được mỗi trận cao lắm. Tính cho là 20 kill đi, trung bình 20 kill đi. Thì cũng không được nhiều đến thế. Thế méo là kill mình lại nhiều VL. Chắc hay là mình chơi con y tá. Thôi. Phái xoài. Khắm thế à rồi. Trôn thiên nhiên tơ thôi. Một tí thôi mà. Thế mà cũng sờ sấp mặt lờ. Lần sau là đừng bao giờ thể hiện cái thái độ lồi lõm với anh tơ. Mà thể hiện thì không nên thể hiện cái chỗ đấy. Nên thể hiện ở cái chỗ khác. Đứng mà solo 1v1 thì kiểu gì nó cũng sờ rách của bạn thôi. Đấy. Lại đây cũng được. Hình như là mình chơi y tá cào được nhiều người, với lại cân được hero là lên kill nhiều hay sao. Úi dồi, thôi xong rồi. Đấy. Chăm chăm ở quay tay. Bảo làm sao không sấp mặt được. Đùa. Đấy, người ta quay tay công khai giữa thanh thiên bảy nhật. Như thế thì người ta sẽ gọi là sẽ bị xe cán sấp mặt lờ. Còn bên này bên trong chế độ trong game thì ở cái map zombie thì người ta hay gọi là pha lúc này gọi là Naruto đâm nát mặt. Bình tĩnh. Trận cuối chúng ta sẽ nghỉ ngô thêm một tí để cho clip có phần sôi động hơn. Toàn làm zombie ạ, đùa thật ý chứ. Ô cái đỉnh mệnh. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời cầm ca xe chập chờn trắng đen không thấy người. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng thầm sét đánh của tơ đây. Tao sợ chúng mày quá. Lại đây bố mày sờ một cái thôi. Mệt đến thế à rồi. Đèn đấy à rồi. Bố mày lại sợ mày quá.
Đùa. Rồi, rồi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Khắm lọ. Cái đấy phải người ta phải gọi là đang ngu rồi còn thích thể hiện. Mày đứng thẩm du rồi còn quay mặt quang hứa bên kia cover cho bọn này. VL. À đu chạy đâu? Đùa, bạn ơi. Cái đường nào là đường thoát đây bây giờ? Mình thấy bốn phương toàn là zombie thôi. Bốn phương tám hướng toàn là zombie. Thì cái đường vào team zombie thì nó gần quá cơ. Rồi bọn này thì nó cũng thế thôi. Úi trời, hãy đến với tơ NST. Bạn sẽ được trải nghiệm suối thiên đường địa ngục cực kỳ là ấm áp khi mà vào vòng tay của mình. Đấy, mình cần ôm một phát thôi là các bạn hiểu được cái địa ngục nó ấm áp đến nhường nào. Tao lại sợ mày quá đấy. À hi hi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trắng đen.